Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít ngày ở tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thì Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ một đối tượng để điều tra nghi án hiếp dâm trẻ em. Theo đó, thì nạn nhân là một cô bé 10 tuổi và khai nhận là bị người yêu của mẹ mình xâm hại nhiều lần khi mẹ vắng nhà. Và cô bé đã chia sẻ ngay với những người hàng xóm và lập tức những người này đã bức xúc và báo ngay cho công an. Vâng, và chúng tôi cũng đặt một câu hỏi là tại sao cô bé không kể câu chuyện này với người mẹ ruột của mình mà lại đi khai báo với hàng xóm? Có một thực tế đã xảy ra trong các vụ xâm hại tình dục trẻ em, chính là kẻ phạm tội thì lợi dụng sự sao nhãng hay là chủ quan của cha mẹ để có hành vi phạm tội với trẻ, đặc biệt là ở những gia đình lao động nghèo. Và trong thời gian qua thì cũng xảy ra liên tiếp các vụ hiếp dâm trẻ em được đưa ra ánh sáng, dù rằng số vụ được xử lý triệt để vẫn còn rất khiêm tốn bởi vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Và chúng tôi thực sự vô cùng ám ảnh với trường hợp của cô bé ở Cà Mau khi mà bị người hàng xóm xâm hại và đe dọa, và dẫn tới là cô bé đã tự tử, để lại một bức lá thư tuyệt mệnh dành cho mẹ của mình. Hay là trường hợp đứa trẻ ở Bình Phước sau khi xâm hại thì đã mang thai và sẽ phải sinh con, trong khi em vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Cô bé này vẫn không hiểu tại sao và không hiểu lý do gì là mình buộc phải làm mẹ. Và quá trình điều tra các vụ án trên thì đôi khi gặp phải rất nhiều vấn đề khiến cho nạn nhân rơi vào tổn thương sâu sắc nếu không có sự bảo vệ của gia đình hay là xử trí đúng mực của cơ quan điều tra. Vâng, tôi cũng cho rằng đó là một nỗi đau mà người lớn chúng ta phải tự nhìn nhận và tự gánh vác, và hơn cả là hãy dành thời gian thêm cho con trẻ để chúng không trở thành nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục hay là dâm ô trẻ em. Và những vụ việc này thì có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu với có thể là bất cứ một đứa trẻ nào. Cô bé 13 tuổi sau những lần xâm hại của người chú, nay khuôn bụng đã lớn. Một sinh linh đã hình thành trong cơ thể non nớt hơn 8 tháng qua. Gia đình không còn được phép lựa chọn. Các bác sĩ sản khoa sau khi thăm khám cho biết cô bé đối mặt với nguy cơ sinh non. Trong khi đó, nhiều tháng trôi qua vẫn chưa có thêm thông tin gì từ phía cơ quan công an. Với gia đình này, nỗi lo chồng chất nỗi đau. Không biết tả lúc đấy là nó như thế nào nữa, nhưng tôi chỉ biết ôm con tôi khóc thôi. Tôi bảo con bình tĩnh, bây giờ mẹ con ấy thì con phải nói ra bố mẹ mới có cách giải quyết. Nó bảo nó sợ lắm, nó không nói. Thế bảo sợ cái gì, con nói ra người ta giết con. Thì gia đình cũng nói là bây giờ con ra đây rồi, không ai giết được con hết, con cứ nói đi. Thì nó khai ra là chú rể nó. Tôi đưa cháu đi khám ấy, thì nó được 24 tuần rồi. Thế mới ở ngoài đó thì mới điện vào thì chú nó cũng thừa nhận. Thằng Tuần cũng đi làm mà chả biết có đi làm được không, bây giờ cháu bây giờ bụng thì to, giờ không biết ai chăm nữa. Mà bây giờ cái này có nên để đẻ hay không, mà bây giờ cũng bắt buộc phải đẻ, không có cái cách nào hết. Đó, bây giờ là tất cả bây giờ làng xóm người ta cũng biết hết rồi, bây giờ tôi cũng không biết là phải làm như thế nào đây. Đó là tình cảnh ở Bình Phước, một tỉnh miền núi đất đỏ. Còn đây, giữa thành phố Hồ Chí Minh là phòng trọ của một gia đình ba thế hệ, nhưng neo đơn. Bố nuôi con gái một mình, giờ nuôi thêm cả cháu ngoại. Con gái ông chưa kịp lớn, giờ lại lóng ngóng làm mẹ, nuôi con ở tuổi 14. Tôi chỉ mong là tôi đòi lại cái quyền lợi của người con gái tôi thôi, chứ tôi không muốn gì hết. Tôi rất tức lắm á. Buồn mà tôi đã lên công an phường 12 nhiều lần mà chưa thấy là bắt được thằng đó. Đó, mời lên lập hồ sơ nhiều lắm mà chưa thấy bắt thằng đó. Dư luận đã từng phẫn nộ với hàng loạt vụ việc trẻ nhỏ bị xâm hại, dâm ô xảy ra từ Bắc vào Nam. Dư luận cũng từng đặt câu hỏi về hàng loạt các cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em nhưng bất lực trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ nhỏ. Còn giờ đây, đã có những đứa trẻ vô tội khác được sinh ra bởi tội ác xâm hại tình dục. Án cũ chưa xử lý xong thì những đứa trẻ khác lại kêu cứu. Và ám ảnh của những đứa trẻ thì ngày càng nặng nề khi việc điều tra kéo dài, thậm chí không có kết quả. Luật trẻ em 2016 đã quy định rồi, tức là không nhắc lại cái vấn đề của trẻ em. Tức là khi trẻ em bị không nhắc lại, coi như để cho quên. Thứ nhất, thứ hai là không được đưa trẻ đến những cơ quan tố tụng. Đề nghị các cơ quan điều tra phải xem xét lại vấn đề này, tức là không được đưa trẻ đi nữa, tại vì mình phải làm cho trẻ quên. Cơ quan công an phải lao vào cuộc ngay, không lúc đó chưa cần chứng cứ gì cả. Chúng ta phải lên và chúng ta phải
hướng dẫn cho gia đình nạn nhân làm những bước tiếp theo như thế nào, khởi tố vụ án và khởi tố bị can ngay. Chúng ta không thể là chậm trễ thì rất là nhiều những vụ án mà quan trọng vấn đề chứng cứ, mà chứng cứ rất là áp đặt, rất cứng nhắc. Đó là nên là đâm ra là nó những cái vụ án nó bị chìm xuồng, nó rơi vào quên lãng luôn, và nạn nhân người ta là bị uất ức. Nếu như tại Bình Phước, cô bé 13 tuổi bị xâm hại được báo án vào tháng 6 năm 2018, thì ngay sau đó, một cháu bé 5 tuổi khác chính tại địa phương này cũng bị bạn nhậu của cha hiếp dâm. Mới đây nhất, đầu tháng 9 năm 2018, một đối tượng tại Bình Dương đã bị tạm giữ điều tra nghi án hiếp dâm trẻ em. Đáng nói, nạn nhân lần này bị người yêu của mẹ hiếp dâm nhiều lần. Cô bé mới 10 tuổi. Thế nhưng, việc điều tra lại không hề dễ dàng. Khi án hiếp dâm trẻ em đòi hỏi phải có chứng cứ, nạn nhân phải được giám định. Điều này gần như là vô vọng. Chúng tôi cũng tiếp tục chúng tôi làm đơn. Thứ nhất là đề nghị khởi tố bị can, là cơ quan công an cũng làm những cái biện pháp nghiệp vụ và tới xác minh, rồi tới lấy lời khai thế này kia. Nhưng mà cuối cùng cũng là do là không có tinh trùng trong đứa bé để xác định là người nào xâm hại. Mặc dù là cơ quan công an biết cái người đó đó, nhưng mà do là luật mình nó phải có chứng cứ, không có bằng chứng, cuối cùng là không khởi tố bị can. Rồi cuối cùng là đình chỉ vụ án. Đó là những cái vụ việc mà chúng tôi là cảm thấy là đau lòng nhất, là đứa bé là khi mà gặp là như là người mất hồn á. Trong số những vụ việc được chuyển đến Hội Bảo vệ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, có đến 40% vụ xâm hại tình dục trẻ em không thể giải quyết vì thiếu chứng cứ. Còn tại Bệnh viện Từ Dũ, ước tính cho thấy mỗi năm bệnh viện này tiếp nhận khoảng 2.000 trường hợp trẻ vị thành niên đến phá thai và 5.000 trường hợp sinh con khi chưa đến tuổi thành niên. Những hậu quả đó có thể sẽ phần nào được kiềm chế nếu như ngay tại gia đình, trẻ nhỏ được dạy cách tự bảo vệ mình hay nguyên tắc 5 ngón tay để đề phòng những đối tượng xâm hại. Bởi thực tế cho thấy một phần lớn trẻ nhỏ bị xâm hại thuộc về các gia đình lao động nghèo. Thời gian lao động kiếm sống của cha mẹ cũng chính là khoảng thời gian kẻ xấu lợi dụng xâm hại trẻ. Rồi cô sáng tôi đi tới chiều, có khi tôi chở khách đi Bình Dương tới 8-9 giờ tối, tới 10 giờ tôi mới về tới nhà. Thì hỏi mình nhớ là thời gian đâu nữa mà nhớ quản lý nó. Tôi tự trách bản thân mình là tại sao tôi không quan tâm đến con tôi. Vì mẹ con ấy cũng chẳng có hay gặp nhau. Cứ sáng ra ấy thì con đi học, mẹ chưa ngủ dậy con đã đi học rồi. Còn đến chiều về nhà cái mẹ lại đi làm, không có thời gian mà quan tâm đến con. Tương lai của một đứa trẻ vùng núi vốn ít thuận lợi. Và tương lai của một cô bé bị xâm hại tình dục ở miền đất này rất có thể sẽ mịt mù nếu không có đủ sự hỗ trợ đúng cách của gia đình và cộng đồng.